Hóc dị vật là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và nếu không biết cách cấp cứu kịp thời thì người bệnh có thể bị ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe, thậm chí là có nguy cơ tử vong. Và một trường hợp bệnh nhân ở Hà Nội sau đây là khá hi hữu. Khi bệnh nhân ăn thịt gà bị sặc cho đến một tháng sau, bác sĩ lại gắp được mỏ gà trong cơ thể bệnh nhân này. Theo đó, các bác sĩ bệnh viện Quân y 103 Hà Nội vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 55 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng hô hấp kéo dài Bệnh nhân chia sẻ trước khi vào viện một tháng, bệnh nhân bị sặc khi đang ăn thịt gà. Sau sặc, bệnh nhân đau ngực phải âm ỉ, dai dẳng, kèm theo sốt, khó thở tăng dần. Bệnh nhân tự dùng thuốc giảm đau hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ nhiều. Do tình trạng ngày càng nặng, bệnh nhân đi khám, nội soi, phế quản ống mềm, phát hiện dị vật là mảnh mỏ gà có kích thước lớn, hình dạng ba cạnh thành sắc trong lòng phế quản thủy dưới phổi phải, một cạnh găm vào thành phế quản. Các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật sau một tuần, người bệnh hoàn toàn ổn định về lâm sàng và được xuất viện. Theo các bác sĩ, dị vật phế quản thường gặp sau khi sặc thức ăn, đặc biệt ở trẻ em, người cao tuổi, người say rượu, người bệnh đột quỵ não. Tùy thuộc vào vị trí, loại dị vật, thời gian được tiếp cận, chẩn đoán và điều trị khác nhau. Dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng. Nguy hiểm nhất là tắc nghẽn đường thở lớn gây tử vong, đặc biệt ở trẻ em, co tắt phế quản, viêm phổi dưới vị trí chít hẹp, xẹp phổi, áp xe phổi khi bị tai nạn hóc dị vật đường thở thì cần phải sơ cứu tại chỗ rồi sau đó nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế để được thăm khám nội soi để dự phòng trường hợp xấu có thể xảy ra